Được sự nhất trí của ban tổ chức, của các đồng chí trong ban chấp hành Liên đoàn Vật Việt Nam, thống nhất từ ngay buổi đầu là chúng tôi đã họp, các đồng chí đã họp với ban tổ chức cùng với các trưởng đoàn trong một cái giải vật để khuyến khích các đô trẻ cũng như là phong trào vật dân tộc Việt Nam. Đồng chí chủ tịch có đưa ra một cái giải xe đài đẹp đúng luật. Sau đây chúng ta sẽ thưởng thức theo xe đài đẹp giữa đô Cấn Tất Tâm, sinh ra và lớn lên tại thôn Bùng Thạch Thất và cũng là con cháu của sư đoài. Vừa rồi là hai bố con đã thi đấu xe đài thua, xe đài hẹn nhưng mà chỉ mỗi là xe thi đấu thua thôi. Và một cựu đô đương kim nhiều năm thi đấu ở trên các sới vật, vì tuổi tác mà như vậy với nam mê, hôm nay cũng về tham dự tranh cúp Hồng Hưng. Đô Dương Văn Chiến hiện nay là thuộc vận động viên của Bộ Công an Nhân dân, nhiều năm cấp kiện tướng quốc gia ở hạng cân 48kg trong chương trình vật dân tộc. Hai đô sẽ bảo sới xe đài dưới sự điều khiển chống của trọng tài Phí Hữu Tình. Hai đô lưu ý là khi xe đài xong vẫn phải vào thi đấu thực hiện các kỹ thuật, các sở trường đòn bốc đôi, bốc vanh sườn, các kỹ thuật đòn cổ của các thủ để lại. Hai đô chuẩn bị nghe lệnh trọng tài cấm, hai đô ngồi sát lại, hai đô xe lại. Vâng, cũng xin mời